gọi là lên nhà chú chơi, lên nhà chú ruột chơi, về nhà hay quá. Đấy, ui có cả ong này, uống trà và ngắm cây này. Đầu tiên là vào cái nhãn là cháu thích cái nhãn, cái nhãn này và làm được này cũng lâu, lâu lắm. Nhãn rất lâu này nó có cho ít quả gì và nhà cháu đang nuôi một cái nhãn nhưng mà nó vẫn còn ngoài vườn. Cái này ngày xưa mình mua của một cái tay của đại gia Sơn Tây. Nhãn ấy nó bán cho mình. Đầu tiên đập cái nhãn là cháu thích kìa. Tiếp theo là đây mới mở mang tầm mắt ra cái khu vực này. Kiểu như là về nước cây thì không bàn nhiều nhưng mà cái bày trí là rất là gọn gàng sạch sẽ. Rất hay. Đấy. Đó là bonsai mini. Có cái giá trên chân thượng của cái giá. Đó. Tí nữa sẽ quay chi tiết một tí, xin phép chú quay chi tiết tí. Mời chú mời anh cũng được. Đấy, hôm trước thấy cái cây một cái lá gì thơm đấy chứ nhỉ, uống ngọt ngọt. Trà sơn mật. Đấy, hôm trước thích cái cây si này, cứ nghĩ nó bé, cháu nghĩ nó chỉ tầm hơn ngang tay một tí thôi. Nhưng mà to đấy, to. Cái rễ kia sau mà xong thì là ngon lành ấy. Cái vết cắt cái rễ to kia. Đấy. Con tùng lúa này khủng khiếp đấy chứ nhỉ. Răng thế của mình thì chơi không bao giờ bị chết răng không? Không bao giờ bị răng. Cháu đi một tí chứ nhé. Rất mướt. Cây nào của chú cũng rất xanh mướt. Đầu từ cây đầu tiên này. Con xanh này cũng hay chú nhỉ. Cháu thích con đấy. Đó. Lão, hơi lão tí. Này cũng là phải tính giao lưu với chú rồi. Có tội chả biết có cây nào xứng để giao lưu không. Cũng nhìn ở trên đấy được nhỏ hóa, cây nó cũng vừa chơi thêm. Xanh. Các cái cây thì đều khá là sạch sẽ, tất cả đều rất là sạch sẽ. Sạch sẽ. Đấy, chú chơi ở trên này rất là sạch. Đây. Phần thân là cái ổi. Chú có 3 cái ổi. 3 cái ổi. Vâng. Đấy. Trên này thì lại hơi cao hơi khó vì là nó bị ngược sáng trồng lên thì nó hơi nhưng mà thích cái cây này, thích cái cây này. Đấy, cái xanh nhìn này khá là lão và cái cây si này cũng thích, tất cả cây đều rất là sạch sẽ. Nhà chính là nhà nhạn giờ bay hết gần hết, chúng toàn vào cây mới. Đấy, còn si đỏ đáng làng. Đấy, cái vết cắt kia sau mà nó ngon là thì ngon đấy. Nếu mà nó mà cây này nó bị một đòn chết thì cây này nhưng mà nó phải cắt thì mới nào được. Và qua tay mình xong vừa trong một đây là chưa lấy được cây. Cháu mà sở hữu cây này là cháu lại phải
phải thò đục vào cái vết kia. Sung hay lắm chứ. Nói chung là phải nhìn trực tiếp, chứ chụp ảnh cái đấy nó khó vì nó hơi rộng. Kịp tiền mà chả biết tập trung thế nào bây giờ. Thế nào cũng thích. Từ đầu đi. Từ đầu đi các bạn. Đấy. Cây nào cũng sạch sẽ, rất thích. Cây một chút toàn cây rắn vừa phải thôi mà, nên là nó thương. Không, nó là tổng thể chứ ạ. Từ chậu cho đến cây, nhiều khi cây nó cũng gọi là chỉ được nhưng mà nó hài hòa nhiều thứ. Cái tùng La Hán này cũng đẹp. Vâng, cây hay đấy. Cây đấy mà anh cho cái chậu nghệ thuật thì hay đấy. Mà nó ví dụ nó rêu phong như này tí nhìn nó khác hoàn toàn luôn. Ví dụ như cây mai chú thủy này rất hay. Cây mai chú thủy này nhiều khi bày ngoài chợ mà trả chậu chứ nhìn nó có khi nhiều người hỏi đâu. Nhưng mà thực sự cái cốt này rất là hay. Cốt mai rất hay. Rất hay. Con này rất hay. Tay chốt chiếc rất hay, rất đầy đủ. Thiên nhiên thu nhỏ. Cái cháu rất thích cái cây đấy, cái nhãn này. Mày thích giao lưu thì đúng là con đeo giao lưu cho mày. Dạ vâng, thế thì hay quá. Chú cứ thế nào chú cứ chỉ bảo. Thế cháu quay xong rồi chú cứ nói. Nhà có sân nắng thì để nó sân nắng. Vâng. Cháu nhà quê mà toàn trùng nhãn trùng ổi. Nhà chỉ có ổi. Cây sạch sẽ này không có. Cháu nó có chân đấy. Có chân mà có tử ở dưới rồi. Sau rồi cái kia buông xuống đọt cái tử được. Thì lại giống rình rành của Thức rồi. Cây rình rành ông Thức dáng kiểu. Ông đi tìm xanh thì dễ tìm được cây ngã thì đúng rồi. Thức là khó. Thứ hai. Đấy. Chú có cây rành rành hay phết thì anh mình chuẩn ạ. Là chân chiếc ôm là đầy đủ. Chân chiếc rất là hợp lý. Đã có chân lại có móng. Chậu chiếc đồn đấy. Anh đi dép à, ướt anh ạ. Vùng mình có cái đá ong ôm rất hay. Như xanh ôm đá ong rất hay. Xương cá. Đấy. Ui ôi. Anh Tuấn ạ, nào về chỗ nhà mà chỗ cái hồ đấy. Lấy những cái đá ong này về để rất là đẹp. Nhưng mà rất nhiều ấy, chỉ để lên cái gì này khác. Nhưng mình lại lười, không chịu làm. Cháu làm nó còn lôi thôi quá chú. Chậu chiếc chả bao giờ mua. Sau này mà chắc như tuổi các chú thì chắc chơi kỹ. Hoặc là về tầm anh Tuấn này là chơi kỹ. Cháu bây giờ còn trẻ quá. Đấy, con xanh này cũng hay này. Đấy, cái xanh vừa chỉ cho chú, xanh ở dưới thì gốc nó dưới hay rồi. Vâng. Đây, xanh cá mọc ạ. Đây, chú toàn xanh cá mọc. Vâng. Hôm trước thì cây em lấy con trương cũng gần kiểu này. À, còn lâu thời gian nữa. Nhưng mà cũng cốt được. Đấy. Bây giờ nó phun mầm mà. Chơi cái này gọi là cũng có tiền nhưng mà thực ra tiền đúng là không mất. Thì để nhìn như mà sau vợ là ngay thế là từ dạng thì đã bảo với cháu đó với vợ là một là đấy cái tiền đi mua cây thì vẫn còn nguyên đấy. Cây nó vẫn còn đấy, tài sản mình vẫn ở đấy. Tài sản vẫn ở đấy mà không phải nhậu. Không vì cái tiền đấy giờ vác đi nhậu thì về lại say lăn quay nằm một giờ mất 1-2 ngày thì mất nó tầm tay. Và cùng chọn. Cái túc này cũng đẹp. Này anh nhé là phải mỗi cây quay một mấy phút thì đẹp. Chắc lướt tí rồi. Vâng. À đây cũng là một cái nhãn này cho chú nhỉ? À, nhãn treo. À, hay quá.
Đâu anh? À kia gì vừa nãy em bảo cái đấy hay. Đấy kia đều hay lắm. Cái trên kia không ở dưới. Dưới đấy gần cái chỗ si ấy. Ống nước. Đấy cái xanh, à, cái xanh xanh xanh. Xanh đấy. Đấy là cũng hay lắm đấy. Vâng. Gốc bệ gốc không. Đấy. Thi thoảng mà về nhặt những cái mảnh đá ong này về để lên hay lắm ấy. Rất nhiều chỗ nhà cháu rất nhiều cái đá đấy. Bên cạnh cái hồ nước. Có cái gì trên kia nữa. Và một cái dép. Đây bây giờ bảo thích cây nhãn bây giờ quay này. Chân chiếc là ok đấy. Đấy. Rất trực. Tay bên này chắc phải bỏ đi rồi. Bỏ cái tay này đi. Cái hôm nào này có giao nhiêu chú để cho mày đúng sức là cái giá chú ngày xưa. Vâng. Được. Cái chậu lá lật này của nó đúng chậu cổ ngày xưa nhưng mà chậu bây giờ. Ngày xưa có cái chậu này. Vâng. Lá lật. Đấy. Một con nhãn lạ. Thích. Xanh trực. Xanh lá móng đấy. Vâng. Cháu vừa rồi vào hai con lá móng. Hôm trước khoe chú nhưng mà đây cái chú toàn cơ bản toàn lá móng. Lá móng lá nó đẹp. Ba. À đây là cái xì chứ. Cây dừa, cây dừa. Cháu quê cháu lại cứ gọi là cái xì, xì. Cái xì ấy ạ. Cái xì, xì của quê cháu ngày xưa xì to ấy, gọi là nó cũng là hơi lẫn lộn tí. Gừa nó là túc sộp đấy. Đó. Gừa nó họ là túc sộp. Gừa. Ông Cường họa sĩ có cái gừa kinh lắm. Cái gừa là hiếm lắm, chính là cái gừa rất là hiếm. Không bao giờ chợ chứ không bao giờ có thể bán. Quê cháu ngày xưa nó lại không gọi là gừa, gọi là cái xì lá to. Gừa. Nó họ túc sộp như đấy. Hai cái nhãn treo. Ra. Không, cái dễ tùy mỗi người phong cách nhưng mà đấy đang thả. Nếu mà làng thì phải có một vài cái dễ ở tay luôn xuống. Một vài dễ ở tay xuống thì gọi là làng. Nếu không nuôi dễ thì chỉ trực đấy thôi, trực thiên nhiên thôi. Nhìn nó khoe rồi thì không cái này nhiều người thích, nhiều người bảo. Thấy. Răm nó cũng dày rồi. Đấy. Nó cũng thích. Đấy. Đẹp. Tiền. Không, nó cũng đẹp nhưng mà không phải gu của mình. Đấy. Đó. Đẹp quá, nói chung là quay lướt thế một lượt thôi, quay hôm nào là hay lắm nhé, cái xanh trong vùng cái kia gì đây cây làng nhưng mà cũng làng ấy bệ của nó nếu cho xuống thì cái bệ nó vâng ở dưới là chôn ở dưới hết rồi. Bây giờ chú đang để nó sợ nó nắng quá, nó không nắng lắm, xanh nó cần nắng, bình thường lá nó đang bị vài trăm mình ít chất, thực sự là ở đây chỉ có mình tưới nước như ở những chỗ khác nó còn có tí phân như trước. Nhưng mà nói chung là đa số là rất là mướt, xanh mướt, không cần phải chăm bón nhiều. Cái đầu này, cái đầu này nó không lâu lòng lắm. Làng đấy. Có ít lần mà lá xanh. Cái nào cũng thích. Đấy cái con
ông ngồi đọc sách này ngay này. Cốt hay. Đấy, cái si đấy. Nhưng mà khó nhìn, mình ngược sang. Si cũng bỏ chóc luôn. Ông đã. Các bạn kia cũng nhiều bộ. Con này cũng hay chú nhỉ, con này này. Ông đọc sách này. Nó cao quá, không nhìn được, nhưng mà nhìn cái cốt là gớm đấy. Đấy. Được, đẹp. Rồi, xin phép quay chú thế.